Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Final Rumble mang lại sự cạnh tranh lẫn cảm giác vui nhộn và kịch tính cho game thủ khi tham gia vào các trận chiến 3v3. Đến với Final Rumble, bạn sẽ được cạnh tranh và giải trí cùng bạn bè của mình, cũng như là các người chơi từ khắp nơi trên thế giới trong các trận chiến 3v3 có thời gian ngắn, chứa đầy sự kịch tính và vui nhộn. Bước vào mỗi trận chiến, game thủ sẽ phải phối hợp với hai đồng đội của mình chiến đấu hạ gục các thành viên bên đội đối thủ với mục tiêu là tích lũy số điểm hạ gục hơn đội địch để giành chiến thắng khi hết thời gian. Giành chiến thắng mỗi trận chiến sẽ giúp tích lũy 10 huy chương, đồng thời nhận bề vàng và các loại vật phẩm tài nguyên khác để sử dụng nâng cấp cho các nhân vật của mình nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu. Bên cạnh đó, tích lũy số huy chương tới các món nhất định trên thành phát triển còn giúp nhận về phần thưởng và các loại vật phẩm và tài nguyên khác nhau, hoặc thậm chí là mở khóa được nhân vật tính năng mới. Nhìn chung, nếu là một người yêu thích thể loại hành động VV trực tuyến thì đây sẽ là một sản phẩm mà bạn nên trải nghiệm thử. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bước vào tựa game Final Rumble ngay nào? Final Rumble có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa hoạt hình 3D cùng với phần tạo hình của các nhân vật ngộ nghĩnh và độc đáo. Hiện có tổng cộng 9 nhân vật khác nhau được chia làm 3 loại, đỡ đòn, tấn công và hỗ trợ. Việc nâng cấp nhân vật sẽ vừa giúp gia tăng hệ thống chỉ số, vừa giúp gia tăng các kỹ năng. Có 3 gồm 3 chế độ chơi khác nhau là Death Race, Capture the Bird và Bastionate Arena. Death Race sẽ được hệ thống chọn một bản đồ ngẫu nhiên để các người chơi bước vào. Mỗi trận chiến đều chỉ diễn ra vài phút, rất phù hợp để dùng giải trí những lúc rảnh rỗi. Quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.